Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân tộc Tây Bắc của mình. Đây, mấy anh em mình quyết định hôm nay đi soi nhái các bạn ạ. Ở chỗ khu mình hay có nhái lắm. Mình sẽ đi soi nhái rồi. Mấy con nhái thì thích ở dưới đất đó. Thế à? Thế Duy có biết soi không? Duy biết soi không? Con to hơn. À. Đây. Nén pin Duy. Đây, Duy đã chạy tót xuống dưới kia rồi. Thêm một con à? Con gì đấy? Đâu? Đâu xem nào. À, được một con nhái rồi các bạn ơi. Được một con nhái. Đây, hôm nay mình lấy cóc về để làm một món cháo ăn thôi. Không có, giờ bắt cóc rồi. Nhiều phết nhỉ? Toàn cóc nhỏ thôi các bạn ơi. Nhỏ thôi nhưng mà cóc ở đây nó khắc thế mà. Đây này, con cóc anh em mình vừa đi định, bắt đầu là mình đi định đi soi ngoé rồi các bạn. Nhưng mà nhìn thấy cóc thì mình bắt một ít con cóc này về để tí mình sẽ nấu cháo. Lần trước mình là có làm video về thịt cóc nướng rồi các bạn. Xong là có bạn bảo là thịt cóc thì phải nấu cháo thì mới hợp. Nên là hôm nay mình sẽ chế món cháo ăn thử xem. Thực ra mình chỉ được ăn là thịt cóc gác bếp với thì cóc nướng rồi, còn nấu cháo này là chưa được ăn bao giờ. Hôm nay mình thử xem không biết là vị của nó như thế nào, nghe bảo ngọt lắm. Cóc này là rất nhiều chất bổ. Ở chỗ khu mình ấy thì người ta thường hay đi bắt cóc về để nướng hoặc là treo các bếp để cho bọn trẻ con ăn mà. Nên là con to thì hơi hiếm rồi, chỉ toàn con nhỏ thôi. Ê, hôm nay lại có món măng đốt rồi. Ngon phết đây này. Măng đắng các bạn ạ, mùa này thì hơi đắng rồi, không có đá chát là không ăn được đâu. Đây, anh trai của mình đang sơ chế món cóc này các bạn, tí mình sẽ nấu cháo để ăn. Đây. Bước đầu tiên là mình sẽ đột ra nó các bạn nhé. Để đột ra nó xong, khi đột ra xong là mình sẽ cắt bỏ cái phần đầu của nó. Đấy. Thường thường là mình sẽ làm dưới vòi nước này là... Đợt trước thì mình có chế biến ấy, mình để ở trong chậu nên là có bạn comment rằng là đột khi chế biến thịt cóc này ấy, thì nên làm ở chỗ vòi nước là sẽ hay hơn vì nó sẽ không bị ngấm chất độc của nó ấy các bạn. Nên hôm nay mình sẽ làm ở dưới vòi nước cho nó an toàn các bạn ạ. Còn thói quen mình toàn làm ở chỗ đấy thôi. Làm ở chỗ chậu các thứ như đợt trước mình làm thôi. Nghe bảo là cóc này rất nhiều chất bổ. Đấy. Đấy bỏ ra rồi, phần da đó. Xong là mình sẽ móc hết cái phần nội tạng của nó các bạn ạ. Không để sót cái nào, móc ở dưới kia anh, ở phần vùng này. Đấy. Yeah. Ừ đấy. Mình đang học cách làm thịt cóc đấy. Ừ đấy, anh trai của mình thì chưa làm lần nào, còn mình thì làm thường xuyên rồi. Nhưng mà hôm nay mình cầm cái máy quay nên là mình không làm được. Nhưng mà tí mình quay một tí thôi, tí mình sẽ giúp anh ấy làm cho nó nhanh. Để cho nó xong nhanh. Đấy bây giờ ra. Ừ đấy, phần nội tạng ra là mình sẽ kéo bốn cái gân của nó các bạn ạ. Đấy, đấy. Đằng sau đấy, gân đấy. Anh túm một phát hết cả hai cái gân kia rồi. Đấy, xong rồi đấy. Hai cái gân đằng trước nữa anh. Đấy mình đang bảo anh ấy làm mà. Ừ. Đây. Đây. Ừ đấy, trắng trắng đây. Đây. Đây gân nó gì? Ừ đấy. Xong rồi anh cắt cái phần móng chân của nó đi. Đây là hết gân chưa? Hết sạch rồi, xong rồi. Thế thôi. Thế này là đã làm xong một con. Ừ đấy, đã làm xong một con rồi đấy. Ừ, bây giờ cắt cái móng này đi. Ừ đấy, cắt cái phần móng kia đi. Bây giờ thịt cóc này treo gác bếp rất mùi thơm các bạn ạ. Nhưng mà mình thì rất ngại chế biến. Nhưng mà hôm nay thì anh em bảo đã lên đây rồi thì mình đi soi ngoé nhưng không được thì thấy cóc thì mang về nấu cháo thôi. Đợt trước mình làm có bạn nói là nấu cháo là rất ngon mà. Đấy, bây giờ đã sạch chưa? Sạch rồi, thế thôi anh. Ừ đấy, bỏ ra tí xong là mình rửa lại. Anh trai của mình đang làm rồi này. Đây con thứ hai sẽ không biết anh ấy chế biến như thế nào anh nhỉ? Chắc là sẽ quen tay hơn đúng không? Đâu, bây giờ mới tập làm mình vẫn chậm đấy. Vẫn chậm. Không, cứ làm bình tĩnh. Không, mình không cần gì phải vội anh ạ. Mình làm bình tĩnh thôi.
mình đã lột ra phần chân dưới sau của nó xong, lột ra trên nữa. Con cóc này các bạn ạ, phần độc của nó chỉ ở cái phần nội tạng của nó thôi, nội tạng với cái phần da của nó thôi, chứ còn thịt của nó là rất lành tính các bạn nhá, ăn rất nhiều chất bổ luôn. Thịt cóc thì thường người ta chế biến cho trẻ còi xương, suy dinh dưỡng hoặc là những người ốm mấy giờ ấy các bạn, rất tốt để nấu cháo ấy. Quen tay rồi đấy anh nhỉ. Thực ra chế biến con này dễ mà, mình trông nó ghê ghê thế thôi, nhưng mà làm thì đơn giản thôi mà. Quen của nó ra đây ra. Ừ. Ừ. Còn hai cái đằng trước nữa anh. Thế thôi. Gân nó nhỏ thế này thôi à? Thịt gân nó nhỏ thế thôi. Gân nó thực ra là mình lấy ra nó có một vị lắng một tí thôi, chứ còn độc thì nó chả độc đâu mà. Trước anh chưa biết làm, tưởng ăn cái gân nó sợ chết. Không, gân nó thì không chết được đâu mà. Có người làm nó có bọc, họ có bỏ ra đâu. Nhưng mà mình thì chắc thì mình cứ bỏ ra thôi. Mình đem bánh lột quá. Hả? Đem bánh lột quá. Không. Thói quen mình cắt đi thì cho nó nhìn nó đẹp mắt rồi mà. Độc thì không đâu mà. Đấy, cứ cắt đi. Tiếc gì cái bàn chân của nó anh nhỉ? Ừ. Cắt hết. Ừ. Ở chỗ mình họ kho soi nhiều ấy nên toàn con nhỏ thôi, chứ còn cách đây mấy năm họ chưa biết ăn ấy, thì nhiều người chưa biết ăn ấy thì còn toàn con to thôi. Bây giờ thì con to hiếm rồi, toàn con nhỏ hết. Thì chắc là cóc 1 năm tuổi rồi. Đây, sau một thời gian thì mình với anh trai của mình đã đột ra xong rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho vào rửa lại, mình sẽ nướng lên thôi. Đây. Nướng lên xong mới nấu à? Đây mình sẽ rửa qua một lần nữa, rửa qua 1-2 lần đấy anh Nhất ạ, cho nó sạch hẳn đi. Đây là cái chậu đằng sau ấy, đây mình rửa qua đây. Anh Nhất lần đầu làm mà nên là mình cứ phải nhắc rồi các bạn nhé, đừng nói rằng mình thế này thế kia nhá. Đấy. Đấy, rửa lại cho sạch các bạn ạ. Cái này cái gì mà đây? Ừ, cái đen đen kia bỏ ra đi anh. Đấy, kiểm tra kỹ lại một lần nữa các bạn ạ, cho nó chắc ăn. Này, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đây, chị dâu của mình đang cho gạo lên ninh trước các bạn ạ. Không thì nếu mà chờ thịt cóc mình mới đưa lên, chín mới đưa lên thì chắc là sợ. Đây, đã xử lý xong các bạn ơi. Thôi, mang vào trong nhà mình kẹp nướng thôi. Mình sẽ cho một ít muối mì chính vào xong là sẽ nướng các bạn ạ. Không biết có hết không anh Nhất nhỉ? Đây này, nồi cháo của bọn mình hôm nay này. Nhưng chắc là bọn mình phải ăn cơm tối trước thôi các bạn ơi, bởi vì đợi cái nồi cháo này phải 10 giờ đêm thì sẽ muộn quá. Cái này gọi là cháo cóc đêm đấy các bạn nhá. Đây, nhiều phết đây anh nhỉ, mình còn không làm hết đấy nhỉ. Vẫn còn thừa mà. Ừ, đây. Này. Mình đi nhặt có một lúc thôi các bạn ơi. Nhưng mà toàn con nhỏ, nếu mà con to thì chắc được nhiều lắm. Đây mình nướng gọi là chỉ nướng qua thôi các bạn ạ. Chứ để mà nó khô hẳn ấy thì sợ là nó sẽ không có vị ngọt nữa. Mình sẽ nướng qua để cho nó có mùi thơm thôi. Được một cái kẹp đầy ứ. Thoải mái rồi. Ừ, thoải mái rồi. Ngon lắm. Hay. Ừ, Nina thấy ngon mà cầm đây, làm cho bếp không? Ờ, cho bếp không? Đây đã cho vào bếp này. Đây bọn mình phải ăn cơm trước các bạn ạ. Bởi vì đây bây giờ tạm mấy giờ rồi nhỉ? Đây 8 giờ 12 rồi các bạn. Nếu mà đợi đây nồi cháo kia chín là chắc nó phải tầm khoảng hơn 10 giờ đêm thì đói lắm. Nên là bọn mình sẽ ăn ăn cơm trước. Tí nữa là khỏi đã ăn cháo đêm thôi. Ôi, cháy mất một tí rồi. Đây đã chín rồi các bạn ạ, thịt cóc của mình ấy. Chắc bỏ ra thôi. Nhưng mà nó khô hết thì sẽ không có vị ngọt nữa.
Rồi, bỏ ra thôi. Đây, bây giờ thịt cóc mình đã nướng chín rồi các bạn ạ. Mình sẽ băm nát ra, xong rồi cho vào nồi cháo, nấu lên. Đây, nồi để ninh gạo của mình, nấu gạo của mình thì đã sôi lên rồi, nổi bọt lên rồi. Đợi một lúc nữa là sôi hẳn thôi. Mình ngoáy một tí, chỉ sợ sợ nó dính đáy nồi. Này, sôi rồi này. Giòn quá nên băm hơi khó anh nhờ. Hay nhảy ra. Khả năng là khó phết đấy. Khó đấy. Khó băm đấy. Giòn. Giòn quá rồi mà đấy anh nhờ. Không băm được phải làm thế thôi các bạn ơi. Giòn quá nếu mà băm nhảy ra khỏi thớt hết. Hấp dẫn không Duy? Cho ông Duy ăn miếng nào, Duy ăn thử miếng đi. Nhặt đấy ăn miếng nào. Ê, ăn thử đi. Thử đuổi đi. Sợ gì? Thế nào? Ăn được không? Hả? Ngon hơn cả con nhái con đấy cả. Anh Mập và anh ấy bảo là ngon hơn. Mình hay gọi Duy là anh Mập thôi. Mới học lớp 5 mà mập từng này rồi mà. 43 cân. Đấy, anh Duy vừa vào 43 cân rồi. Đây, sôi lắm rồi. Đây, bây giờ phải nguấy nó các bạn ạ. Cháo là phải nguấy. Nguấy lâu một tí thì mới ngon được. Tí có ăn cháo được nữa không? Ăn được. Ăn được à? Rồi, sắp xong rồi này. Gần xong đấy. Băm nhuyễn một tí nữa là được anh nhớ nhỉ? Vâng. Đây kiểu gì cũng thua vằn tay phụ nữ hết các bạn ạ. Để chỉ rau vào làm điều luyện phết mà anh Nhất làm lúc đấy toàn bắn ra khỏi thớt thôi. Đây đã băm xong này các bạn. Băm xong rồi. Giờ mình sẽ cho vào nồi cháo kia ninh cùng luôn. Ôi, nồi cháo của mình tắt hết lửa rồi. Bây giờ mình sẽ cho thịt cóc vào trong nồi cháo luôn. Hình như nồi cháo của mình nấu hơi nhiều rồi chị Tươi ạ. Ừ, nhiều người mà đúng không? Ở đây. Mình sẽ lập một ít tỏi để cho vào cùng. Để cho nó có một cái vị riêng của nó. Đây, chị rau của mình đang thái một ít hành cộng với rau húng để tí cho vào nồi cháo để cho nó có mùi thơm. Gia vị thì chỉ có tỏi với hành với rau húng kia thôi. Hôm nay rau thơm thì tối rồi nên không đi đấy được. Chín rồi đấy nhá. Tí bỏ xuống hơi để mình ngoáy một lúc nữa để cho nát gạo ra thì nó mới ngon đấy. Ừ đây, phải ngoáy một lúc nữa. Thì tí mình bỏ xuống hả? Hình như là anh em mình hôm nay cho nhiều gạo đấy, đặt hết ở cháo nhỉ? Ngon hết đấy. Chưa có hết được không nhỉ mấy anh em thôi nhỉ? Nếu ăn ngon, lần đầu tiên ăn thế này thì chắc thì sẽ hết đấy. Cố mà ăn đi đúng không? Lần đầu tiên được ăn thì có cái này. Đây, nồi cháo của bọn mình đã chín rồi các bạn ạ. Bây giờ đã vắt xuống rồi. Chắc đợi nguội một tí là mới cho gia vị ở anh Nhất. Ngoài một tí mới cho. Hôm nay cháo của bọn mình đã không cho đường đâu nha các bạn nhá. Chỉ cho mì chính với muối thôi. Đây chị rau của mình thì đang rang một ít ớt.
tí là sẽ giá bột ra để ăn với cháo kia, xong là một phần hính để ăn dần các bạn ạ. Đây, đây cho gia vị vào đây này. Đấy, ngồi đi. Muối mì chính đủ cho anh nhất. Đủ rồi. Đủ rồi à? Ừ. Đậm đà lắm rồi. Ừ, đậm đà đấy. Ui, đặc phết đấy nhờ cháo hôm nay. Lần đầu tiên được ăn chắc ngon phết đấy cái này. Ừ, nhìn hấp dẫn, quá hấp dẫn luôn này. Đấy. Đâu vào thôi anh em, vào chiến đấu thôi. Bây giờ 11 giờ đêm, đêm rồi ăn được rồi đấy. Thế nào anh em chạm chén một tí nào. Thôi. Thôi mời thôi. Rồi mời nhá. Chúc sức khỏe nhá. Chúc sức khỏe nhá. Phải hả bữa này từ nhỏ đến á. Chúc sức khỏe nhá. Lần đầu tiên trong đời được ăn thịt cóc cái này. Mời tại nhà nhá. Ôi trời ngon. Cạn đây nhá. Múc ăn đi. Múc ăn đi. Không, mình ăn trước chứ nhỉ đúng không? Không đâu. Hai chén á. Hôm nay. Vì bắt được mấy con. Thôi hai chén nào anh em, hai chén nào. Vì bắt được đấy. Không tụng người Thái đấy, các bạn hai chén mới được uống. Đây là ăn đấy. Ở chỗ mình thì lúc nào cũng hai chén thôi. Thôi đi. Chẳng qua là đúc quay, đúc không quay thôi. Uống hết chén kia xem nào. Thế à? Uống được không? Không cạn được đâu. Không uống được à? Ăn đi, bắt kim lượng cà của boss anh bán đi. Nhanh lên chị Tươi ơi. Tê ở đây. Chị ơi nhanh lên. Ngồi giá ớt mãi rồi chỉ cười tủm ở bên kia chứ không. Thôi dùng đi anh em ơi. Thôi ăn đi nhờ. Dùng đây. Đầu mình xúc ra bát. Ôi dồi ôi, đặc thế nhờ. À, cái này mới bát hai người à? Hai người đấy. Khoán mà. Còn nhiều lắm đấy. Khiêm đấy bát ớt chia cho cậu. Nếm thử xem á. Đủ thôi. Đáng nhẽ phải có thìa riêng ấy, ớt này nhỉ. Đây mình phải thích nhiều ớt. Úi dồi ôi, sướng quá nhờ. Đây nhiều ớt rồi, mình không biết ớt này có cay không. Bị dạ dày thế mà không phải chân ớt nhỉ. Thôi em dạ dày sợ gì, người ta sợ dạ mỏng mới sợ thủng chứ. Ngon đấy, ngon hết đấy. Dạ dày thì lo gì đúng không? Đấy. Ôi giời, ăn đây. Ngon hết đấy. Đây các bạn. Cái này rất ngọt nhưng mà ngọt cái mì chính quá nhỉ. Đâu, không phải đâu. Gia vị của nó riêng đấy. Đây các bạn nhé. Cay thế ăn được à? Không. Hơi nhạt một tí thôi. Cay. Hơi nhạt tí nhỉ. Ừ. Con đúng là cháo thịt cóc này ngọt các bạn ạ. Rất ngọt này. Mùi thơm của hành nữa. Đó là hàm sản ơi. Sức khỏe nhá, chị Tươi nhá. Hàm sản á. Món này thuộc những người dám ăn mới ăn được chứ còn không sợ chết lắm. Người gan to đấy đúng không? Những người gan to mới ăn khác luôn đấy. Đó là mấy anh em nào không sợ đấy. Xe mình vừa đóng luật rồi đúng không? Đóng luật đấy. Mai là tính của Mai chứ. Làm luật rồi. Bảo làm luật cả rồi. Ê, đâu. Xe máy làm luật. Nếu mà nó có tuyết này rồi. Có tuyết chẳng may thổi nồng độ cồn cho ít túi đấy mà. Cho đi mà. Khen chèm nữa là kín ở hành á tệ. Đây mời cả nhà nhé. Sao đấy Huyền không ăn à? Ăn đi chứ. Đang ăn á? À? Đâu chú thấy toàn ngồi nhìn ấy. Có ăn đâu. Giờ lượng hay sợ cóc lắm. Sợ cóc không ăn à? Ôi thế muốn ăn đấy nhờ. Nhưng đấy lấy con cóc lên nhà đấy chạy mà. Cho ớt vào tí. Ừ, bát thứ hai mà. Ăn kín đấy, mò đi. Ba đi ăn đi. Ba xem cái tải. Mời nhá. Sẵn ớt được chưa? Sòng chưa? Mắc kín. Học kín khẩu sẽ có mà hello sẽ mết được. Mẹ nào. Trên mắc kín được kín ế. Cái ế mắc chép ở kín này thôi quý. Đâu mạnh thế nào. Mỗi người phải hết một bát này nhá. Bây giờ mới hết 3 bát này mới được 6 bát thôi. Còn 1 bát nữa. Phải 7 bát cơ, 8 bát cả Huyền cơ. Thật ra em ở trên không có nặng tay. Thì té ông ấy đã lo khỏi nữa nọ. Ừ. Cất phát có này bật thử gió nghe. Ờ. Để kem xếp trốn cần em rồi. Thôi dán rồi. Vâng, mình xin kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và chia sẻ để nhiều người cùng xem các bạn nhé. Và đừng quên đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh. Chào các bạn.
Nó đi phê rồi.